Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến anh chị em và các bạn một món ăn nữa, đó là cơm chiên thịt bò. Phần nguyên liệu cho món ăn này gồm có thịt bò cắt lát mỏng, 650 g cơm nguội, 3 trứng gà, một ít cà rốt cắt hạt lựu, tỏi băm nhỏ, hành lá cắt nhỏ, ướp vào trong thịt bò một chút xíu hạt nêm gà, một chút dầu hào, tiêu, ít dầu mè. Nếu các bạn không thích mùi dầu mè, mình có thể cho dầu ăn bình thường. Chút bột tỏi, trộn đều. Cho vào cơm một muỗng canh hạt nêm gà, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, bột tỏi, tiêu, trộn đều cơm cho thấm gia vị. Trứng gà, cho trứng gà vào trong này trộn đều lên thì khi chiên cơm các hạt cơm sẽ vàng đều. Cho dầu ăn vào chảo một muỗng canh, chờ dầu nóng cho cà rốt vào trước. Xào 30 giây đến 1 phút cho cà rốt chín, sau đó cho thịt bò vào. Xào trên lửa thật là lớn. Khi thịt bò vừa chín tới, mình sẽ cho ra tô. Cho dầu vào chảo, hạ lửa xuống, chờ dầu nóng cho tỏi băm vào. Khi cho tỏi vào mình nên để lửa nhỏ để tỏi không bị đắng. Có một số bạn nói là ăn tỏi chung với trứng thì sẽ bị ngộ độc. Nếu mà bạn nào ngại không dám ăn thì mình có thể bỏ tỏi, không có dùng tỏi nha. Rồi cho cơm vào. Khi cho cơm vào mình mở lửa lớn lên. Đầu mới cho cơm vào, xào thấy nặng tay, bây giờ hạt cơm đã khô ráo và nhẹ hơn rồi. Lúc này mình có thể nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình. Xào cho hạt cơm khô ráo thì mình sẽ cho thịt bò vào. Cái nước sốt xào bò này nè, nó ít chứ không có nhiều, tại vì mình xào bò nó không có ra nước nhiều á, mình cho vào luôn đừng có bỏ uổng. Cái nước sốt này vào đây, cho vào đây cơm nó sẽ rất là thơm ngon. Tiếp tục xào cho hạt cơm săn chắc lại là được. Khi hạt cơm đã săn lại rồi, mình sẽ cho hành lá vào, bếp và trộn đều. Cơm chiên thịt bò thơm ngon hấp dẫn, hạt cơm săn chắc rời từng hạt. Các bạn có thể làm món này để ăn sáng trước khi đi làm hoặc là cho con của mình ăn sáng rồi đi học. Vừa nhanh gọn mà lại đủ chất. Cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video clip này. Nếu yêu thích món này của mình thì bấm like, share, đăng ký kênh, bấm chuông để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.